Mặc dù Hà Nội có nhiều chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tạm thời đóng cửa, nhưng đại diện ngành công thương Hà Nội khẳng định nguồn cung lương thực thực phẩm vẫn được đảm bảo. Các doanh nghiệp phân phối tiếp tục tăng lượng dự trữ hàng hóa, đổi mới các hình thức kinh doanh. Một số hệ thống phân phối đã mở thêm các điểm bán hàng thiết yếu. Trong khi đó, ghi nhận tại một số chợ truyền thống như là chợ Hôm Đức Viên, quận Hai Bà Trưng, chợ Ngọc Lâm, quận Long Biên, chợ Thành Công, quận Ba Đình, lượng hàng rau củ quả, thịt cá khá phong phú, song giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau xanh có dấu hiệu tăng. Lý giải nguyên nhân này thì hầu hết các tiểu thương cho biết giá rau tăng là do chợ đầu mối tạm đóng cửa, nguồn cung ít trong khi chi phí vận chuyển tăng. Chị Phương Vi, một người dân sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ. Tôi thấy là hàng hóa không thiếu, dù là giá cả cũng có tăng, nhưng mà do gia đình đã có chi tiêu tính toán hơn, thành ra là gia đình tôi cũng đã có chủ động trong cái đợt giãn cách này. Theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, việc một số chợ đầu mối, chợ truyền thống phải đóng cửa khiến nguồn cung giảm nhưng không ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa. Hà Nội sẽ sớm mở cửa trở lại các chợ này và sẵn sàng phương án xây dựng các điểm trung chuyển tạo thuận lợi cho hàng hóa đưa vào thành phố. Bà Trần Thị Phương Lan khẳng định Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các quận huyện, các doanh nghiệp, đơn vị phân phối để triển khai các biện pháp nhằm điều phối hàng hóa, giữ ổn định giá cả thị trường. Ngoài hệ thống chợ dân sinh, thành phố tổ chức các điểm bán hàng bình ổn, điểm bán hàng lưu động. Đặc biệt, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Bưu điện Hà Nội để tiếp tục mở thêm các điểm bán hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân và bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Sở Công Thương Hà Nội triển khai thêm một số những cái biện pháp. Thứ nhất là rà soát các cái khu vực đất trống để có thể bố trí thêm các chợ. Thứ hai là tiếp tục triển khai điểm bán hàng lưu động, thế rồi điểm bán hàng bình ổn giá của Bưu điện Hà Nội. Hiện nay thì cái nhu cầu phục vụ hàng hóa cho người dân vẫn đang đảm bảo bình thường. Do đó là đề nghị người dân hoàn toàn yên tâm và không phải dự trữ, tích trữ hàng hóa. Sở Công Thương Hà Nội cũng đã công khai danh sách hơn 8.000 điểm bán hàng hóa thiết yếu tại các quận huyện nhằm đảm bảo nhu cầu của người dân thủ đô trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Bán lẻ BRG cho biết, bên cạnh việc tiếp tục siết chặt quản lý phòng chống dịch COVID-19, các siêu thị cũng chủ động tăng cường liên kết với các doanh nghiệp tại các địa phương, sẵn sàng cung cấp lượng hàng cần thiết khi siêu thị có nhu cầu. Hệ thống siêu thị BRG cam kết tối đa đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ người tiêu dùng. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra cũng làm thay đổi những cái quy trình mà chúng tôi cần phải chú trọng hơn, như chúng tôi phải quan tâm đầu tư về kho trung chuyển cũng như là phương tiện vận chuyển để làm sao chủ động được cái việc là cung ứng hàng hóa. Cái vấn đề thứ hai đó là việc khai thác tìm kiếm nguồn cung hàng hóa, thì chúng tôi chú trọng hơn cái việc khai thác những cái nguồn cung tại chỗ của địa phương. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn thì có những cái vùng Đông Anh hay Mê Linh cũng sản xuất rất là nhiều. Đặc biệt chúng tôi có cái sự hiện diện hệ thống bán lẻ siêu thị trên toàn quốc, thì tại từng địa phương chúng tôi cũng thông qua các hệ thống siêu thị của mình để khai thác những sản phẩm địa phương. Và một cái nữa phải tăng cường thêm cái việc kiểm soát dịch cho bản thân là khách hàng, cán bộ nhân viên và nhà cung cấp để làm sao đảm bảo được một tối đa cái việc là phòng chống dịch tại các hệ thống siêu thị của chúng tôi. Hiện nay tình hình thị trường hàng hóa cung ứng tại Hà Nội tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa tại các hệ thống phân phối đa dạng phong phú, không xảy ra thiếu hàng cục bộ. Sở Công Thương thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, thổi giá.